Các bạn, chúng ta thưởng thức bài thơ Vào Góc Suy Nghĩ qua giọng ngâm của Ưng Gia Hiếu, một người con của đất quê nhà, Nam Sách, Hải Dương. Xin nhắn gửi những đứa đôi trục trặc, muốn đi hôn phải cân nhắc kỹ càng. Đừng vội vàng để mọi chuyện đỡ nàng. Bước sang ngang để bé bằng con trẻ, con theo cha thì sống cùng để anh con có ra này anh con nghề con chung 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 sống với mẹ thì ngập vườn điên hùng trăm ngàn nỗi đổ lên đầu bạn. Chúng ta vừa thưởng thức bài thơ Góc Suy Ngẫm qua giọng ngâm của Ưng Gia Hiếu, một người con của đất quê nhà, Nam Sách.